cú đá đầu chính xác của Phiên Khung, tiếp tục là những một cú trỏ gà. Cái tay khuyết tật của anh không hề vô dụng. Cú đá rất nặng của võ sĩ đến từ Canada, gỡ đầu rất ấn tượng. Tiếp tục là những cú xoay người đá của Phiên Khung. Xin chào quý khán giả của kênh Võ Việt, và các bạn đã được chứng kiến những hình ảnh trong sự kiện của One Fight Night 58, nơi diễn ra trận đấu của Jack Fickook đối đầu với Kohei Shinzo, võ sĩ đến từ Nhật Bản. Đây là một trận đấu vô cùng đặc biệt bởi võ sĩ Jack Fickook là một võ sĩ khuyết tật, anh chỉ chiến đấu bằng một tay ở trong những trận đấu muay thái của mình. Và đây là sự xuất hiện của Kohei Shinzo, võ sĩ đang có trong mình 7 trận thắng và 2 trận thua tại One Championship. Còn đây là võ sĩ vô cùng đặc biệt, Jack Fickook, võ sĩ đến từ nước Anh với biệt danh là The One. Anh đang có mua cho mình 12 trận thắng, 1 trận thua, và rating win của anh đang lên đến 92%. Một võ sĩ Canada và đến từ UK, Vương quốc Anh. Võ sĩ vô cùng đặc biệt của One Championship. Đây là sản phẩm hợp tác của tập đoàn truyền thông thể thao lớn nhất lịch sử châu Á, One Championship, kết hợp cùng với kênh Võ Việt để mang lại cho quý vị và bạn những trận đấu đỉnh cao tại One Championship. Và hai võ sĩ đã chạm gang với nhau và nghe những hiệu lệnh thì trọng tài nhắc nhở của vị trọng tài. Vị trọng tài người Thái Lan, và chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ nhất của trận đấu 3 hiệp giữa Fickook và Shinzo. Liên tục là những cú phang ống của cả hai võ sĩ. Muốn đổi đòn phang ống. Fickook thì chỉ có một tay, nhưng anh là một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm tại One Championship. Không đơn giản thì Fickook có đến 12 trận thắng và chỉ để thua đến một trận. Cái tay khuyết tật của anh, tay cụt của anh còn lại không hề vô dụng, hay vào đó nó sẽ có tác dụng trong những tình huống đánh trỏ. Và vừa rồi là một cú đánh trỏ từ tay tật của Fickook. Ôm tỉnh, và bây giờ là những tình huống lên gôi của hai võ sĩ. Cú đá đầu chính xác của Fickook đối với đầu của Shinzo. Vẫn là những tình huống lên nhiệt, và bây giờ Fickook đã đổi sang kèo nghịch. Liên tục là những tình huống tay sau chính xác của Fickook sau khi anh đổi kèo, rất linh hoạt, những tình huống rất chính xác. Những cú đập tay sau đi thẳng vào lòng mặt của Shinzo, và một tình huống đá rất điệu vệ. Shinzo đang bị Fickook dồn ép, lợi thế sải chân dài và chiều cao nhỉnh hơn đang giúp cho Fickook có được một lợi thế nhất định trước Shinzo. Và đây là những tình huống lên gối, dù chỉ có một tay nhưng Fickook vẫn đang cho thấy mình là một võ sĩ đặc cấp khi anh sử dụng tốt những đòn đá, những đòn gối và những đòn lật tay sau của mình. Cũng rất là một món vũ khí rất nguy hiểm của võ sĩ đến từ Canada. Vẫn là những cú phang ống của cả hai. Và bây giờ là đổi đòn. Cái tay bị tật, cái tay ngắn của Fickook, nó là một điều bất ngờ ở One Championship. Cái tay ngắn đó không được đeo găng, nó không khác gì là một cú trỏ cả. Và vừa rồi là cú trỏ tay trước chính xác của Fickook vào đầu của Shinzo. Cú đá rất nặng của võ sĩ đến từ Canada. Một phong cách thi đấu vô cùng từ tốn. Liên tục là những tình huống đổi đòn. Và Shinzo đang đánh một cái tay tật về phía cái tay tật của Fickook. Thì võ sĩ người Nhật đang cho rằng đó sẽ là yếu điểm, thì võ sĩ Fickook không thể phòng ngự tốt cú đấm tầm cao. Nhưng Fickook đã giật ra và tránh né rất tốt. Fickook không cho đó là yếu điểm, mà anh đã khắc chế yếu điểm của mình bằng những tình huống giật ra phản đòn vô cùng chính xác. Mặt trận của Fickook, một cú đá của Fickook đã khiến cho Shinzo phải ngã xuống sàn. Going down like a rodeo. It's going down like a toy soul. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy soul. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. I'm only here for one night, no lies. Come and settle up a ride. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu tiếp 2 giữa Fickook và Shinzo One Championship
game Final 58. Đây là một trận đấu 3 hiệp giải Muay Thai. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất thì võ sĩ Phi Cụ đang chiếm rất nhiều ưu thế. Cú đá vô cùng chính xác của mình. Tiếp tục là những tình huống phản công của những cú đấm của Shinzo. Phi Cụ giữ một cự ly rất tốt. Liên tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Và tiếp tục là những cú đá. Shinzo nép đang được Phi Cụ đè lên người của Shinzo. Kèm theo đó là những cú đấm rất chắc. Lại là một tình huống đổi kèo nữa của Phi Cụ. Và những tình huống chân sau và tay sau của Phi Cụ sẽ là một món vũ khí rất nguy hiểm đối với Shinzo. Và đây là những tình huống ép lòng và cái tay tật của Phi Cụ đã có tác dụng khi những cú trỏ đi thẳng vào lòng mặt của Shinzo. Vẫn là những tình huống đổi đòn. Shinzo sau một quá trình di chuyển rất nhiều trước sức ép của Phi Cụ thì bây giờ anh đang bị mất rất nhiều thể lực và thể lực đang xuống sức. Những cú đấm của Shinzo không được mạnh và độ chính xác cũng đang giảm dần. Và bây giờ là thời cơ cho Phi Cụ có thể kết liễu đối thủ của mình. Liên tục là những tình huống ôm tì lên gối của cả hai. Vẫn tiếp tục là di chuyển của Shinzo. Bắt khoảng của Phi Cụ, Phi Cụ đã đoán được. Anh nhốt đối thủ trong cái góc mà mình đưa ra. Liên tục có những cú đá chính xác về phía đối phương. Vẫn là tốc độ nhanh của Phi Cụ trong từng đòn đánh. Cú di chuyển vô cùng linh hoạt của Phi Cụ đặc biệt cho Shinzo lúng túng và đã có cái lắc đầu của Phi Cụ, nhưng cho rằng cú đấm của Shinzo không thấm vào đâu so với mình cả. Vẫn là những cái lắc đầu và cái chơi trước của Phi Cụ làm việc rất hiệu quả. Những cú đấm thẳng, những cú tạt ngang đang khiến cho Shinzo bị nhốt vào góc đài. Chống trả của Shinzo là không đủ so với sự cản lược của Phi Cụ. Muốn đánh tay rất chuẩn của Phi Cụ. Là sự áp sát của võ sĩ đến từ Canada. You know how ye here for one night and we just wanna party in a fast car, a Ferrari. It's a push start, I don't need a car key. Slide on Broadway and it's gnarly on a late night, but I'm not tardy. Right on time for the parties and Barbies. What a statement it would be for Shinzo to stop a one contracted fighter like JP. Một thi đấu tốt và chúng ta sẽ đến với thi đấu thứ ba, trận đấu giữa Phi Cụ và Shinzo. Đồ Hoa sẽ chiến đấu với võ sĩ người Nhật. Anh đang giành rất nhiều ưu thế sau hai hiệp đấu. Đó là sức ép của Phi Cụ đang đè nén lên người của Shinzo. Máu cũng đã đổ rất nhiều trên mũi của Shinzo trong những tình huống đấm thẳng tay trước của Phi Cụ. Anh đã liên tục đổi kẹo rất linh hoạt. Phi Cụ đánh đều cả hai kẹo. Những cú tay sau rất nặng của Phi Cụ sẽ là một món vũ khí nguy hiểm. Vẫn sử dụng lợi thế xẻ tay của mình. Và có những cú chọc một, những cú thẳng tay trước thẳng mặt của Shinzo. Nó đã phát huy hiệu quả. Vừa rồi là cú đá thẳng vào đầu của Shinzo đến từ Phi Cụ. Cú hai kích chuẩn xác. Liên tục là những cú hai kích chuẩn xác của Shinzo. Sức ép vẫn đang là quá lớn đối với Shinzo. Những tình huống phản động công ra của Shinzo nó không trúng. Và nếu có trúng cũng không gây đủ sát thương cho Phi Cụ. Lại một tình huống đá rất đẹp mắt của Phi Cụ đã khiến cho Shinzo trúng đòn vào đầu. Võ sĩ người Nhật Bản đã rất mệt rồi và anh phải liên tục chịu những cú đá thẳng vào hàm đến từ Phi Cụ. Cú đá đầu rất ấn tượng. Liên tục là những cú xoay người đá của Phi Cụ.
cú spin back kick rất chính xác của võ sĩ Canada. Nhịp ra vào và tấn công vô cùng chủ động của Fico. Rồi chỉ còn biết nhả hại đòn thôi, anh không theo được nhịp của đối phương, anh không có nhịp riêng cho mình. Và đến bây giờ thì anh đang bị Fico áp đảo hoàn toàn. Một nhịp thi đấu rất chủ động của võ sĩ Anh và Canada. Tiến giả tiến vào vườn Shinzo một cách áp đảo, và vừa rồi là cú gối bảy. Nhưng trong tình huống đó thì nó không hiệu quả chút nào cả. Vẫn tiếp tục là những hướng di chuyển ra của Phi Cục rất nhịp nhàng, di chuyển ra và chờ Shinzo ra đòn thì ngay lập tức Phi Cục ập vào và có những cú đánh về phía đối phương. Bè đỡ rất tốt của Phi Cục. Và bây giờ là những tình huống trọ của Phi Cục với Shinzo. Máu đã đổ trên mí mắt, máu đã đổ từ lỗ mũi của Shinzo ra. Liên tục là những tình huống lên nhịp rất nhanh. Và Phi Cục đang thi đấu với một phong độ vô cùng cháy và tự tin. Trận đấu đã kết thúc bằng một cú đạp của Phi Cục vào đầu của Shinzo. Hai võ sĩ đã trao cho nhau những cử chỉ rất tôn sư trọng đạo. Và người chiến thắng không ai khác chính là Phi Cục. Một chiến thắng rất xứng đáng. The One đã chiến thắng trận đấu chiến thắng thứ 13 của Phi Cục tại đấu trường One Championship. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những trận đấu đỉnh cao tiếp theo của One Championship trên kênh Võ Việt. วันนี้นะครับวันนี้เจ๊ก็สามารถชนะไปได้นะครับแล้วอยากจะถามความรู้สึกครับกับการที่ชนะในค่ำคืนที่เป็นมวยไทยประวัติศาสตร์ในคืนนี้ครับ Absolutely spectacular. The hospitality that I've received in the last week and a half has been out of this world. The Thai people, you're amazing. I love you. Thailand, I love you. One Championship, thank you for this incredible platform.เขาบอกว่าตั้งแต่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเขาได้รับความน้ำใจเขาได้เห็นน้ำใจของคนไทยครับเขาบอกน้ำใจของคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากๆแล้วเขาอยากจะขอขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพครับ The mic is yours. Final message for your friends, your family, and your fans all around the world. Man, I got a lot to say. I'll keep it short and sweet though. My wife's my number one. She's my biggest fan, biggest supporter, always will be. But I also want to take the time to dedicate it to my mum, my dad, my nan, my grandma and granddad. These are the people that have helped form me into the man you see here before you. And all praise to God. I am so grateful and I could not do any of this without him. Look at me, guys. Look at me. And I'm on the world stage whooping butt. ครับผมเราอยากจะถามเขานะครับว่าเขาเนี่ยมีเมสเซจอะไรที่จะส่งให้แฟนๆเขาหรือเปล่าครับเขาอยากจะขอขอบคุณครอบครัวของเขาครับและภรรยาของเขาที่คอยดูแลและสปอร์ตเขามาตลอดครับและยิ่งสภาพร่างกายของเขาเขาอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าเขาสามารถทำได้ครับ Ladies and gentlemen make some noise for your winner the one Jake Peacock chuyển động cùng Võ Việt